Voi vẽ tranh. Khá lắm, con vẽ ngày càng tiến bộ. Hôm nay chuyển sang vẽ phong cảnh nhé. Ôi, hôm nay vẽ tranh phong cảnh à? Đúng thể loại con thích. Ừ, con hãy vẽ đi, ba đi kiếm đồ ăn, rồi chiều về ba xem nhé. Vâng ạ. Xong rồi. Nhưng không biết thế này đã đẹp chưa nhỉ? À, phải rồi. Mình sẽ đi tham khảo ý kiến mọi người, xem bức tranh này còn thiếu sót gì không. Có gì thì sửa luôn, rồi mình sẽ được một bức tranh hoàn hảo. Cá sấu ơi, cá sấu. Ồ, voi đấy à, có chuyện gì mà đến tìm mình thế? Cậu thấy bức tranh này thế nào? Vẽ cũng đẹp đấy, nhưng đáng tiếc là không có sông, quá yên tĩnh, không mấy sinh động. Ồ, vậy hả? Cậu nói cũng có lý. Được rồi, mình sẽ xem xét về điều này. Thôi, mình đi đây. Ơ kìa, xuống sông tắm với mình đã. Vừa đến đã đi là sao? Nhớ phải vẽ sông vào đây nhé. Có sông. Báo gấm ơi, báo gấm. Voi à. Cậu suốt ngày cứ thích leo trèo trên các vách núi thế. Mình tìm bở cả hơi tai. Cậu xem hộ mình xem, bức tranh này mình vẽ được không? Cũng được đấy. Nhưng mà có vài ngọn núi thì bức tranh sẽ thêm vẻ hùng vĩ. Ờ, cậu nói mình mới để ý đấy. Có khi phải thêm mấy ngọn núi thật. Thôi, cảm ơn cậu nhé. Mình thấy mình vẽ bức tranh này cũng đẹp đấy chứ. Thế mà ai cũng chê. Nhưng mình thấy ý kiến của mọi người đều có lý cả. Thôi được rồi. Thất Tuyết, bây giờ thì chẳng ai chê được bức tranh của mình nữa nhé. Nó quá hoàn hảo rồi, thứ gì cũng có. Đã về. Con trai ba đã vẽ xong bức tranh rồi đấy à. Ba xem đi, con vẽ cả ngày hôm nay đấy. Đâu, ba xem nào. Tranh gì mà lủng củng vậy con? Ở đây mỗi thứ chấp vá một ít, nó như chiếc áo rách, vá nhiều miếng vải không cùng màu, chẳng có trọng tâm gì cả. Sao lại thế được ạ? Con đã đi tham khảo ý kiến của các bạn, rồi sửa đi sửa lại kỹ lắm rồi đấy ba ạ. Đây nhé, cá sấu nói là phải có sông cho bức tranh đỡ bị tĩnh. Báo gấm bảo là phải có núi cho nó hùng vĩ. Khỉ thì bảo có cây chuối để gây chú ý. Còn gấu thì bảo là phải có tổ ong để tạo điểm nhấn. Con vẽ đủ cả vào đây rồi còn gì. À, thì ra là thế. Mỗi người đều có cái lý riêng của mình, và thước đo về cái đẹp của họ cũng khác nhau. Con lắng nghe, nhưng cũng phải biết chắt lọc và chọn lựa để phù hợp với mình. Con cũng phải có cái riêng của mình chứ. Con cứ theo hết người này người khác thì còn gì là của con nữa. Chính vì thế bức tranh của con mới lủng củng chấp vá đấy con trai ạ. À, vậy ạ? Lúc đầu mọi người xem tranh con ai cũng bảo là được, xong lại bảo thiếu cái này cái kia, con sửa theo hết nên thành thế này đấy ba ạ. À, trong cuộc sống cũng vậy, con cần phải tỉnh táo để lựa chọn đường đi và phải có lập trường của mình. Đừng bạ thấy người khác nói gì mình cũng làm theo ngay mà không suy nghĩ chín chắn. Vâng, con hiểu rồi ạ. À, con cảm ơn ba. Tội nghiệp, chắc là nó chạm phải vật sắc rồi. Hay là như mình đang rất vội, lệnh vua không thể chậm trễ.
Tội nghiệp chú mày, sao lại bị đâm sâu thế này? Chắc là mất nhiều máu lắm rồi đúng không? Cố gắng chịu đau nhé. Không thế này thì chú mày không qua khỏi được đâu. Ổn rồi, đừng lo lắng quá. Nghỉ ngơi vài ngày là chú mày sẽ thấy khá hơn thôi. Cố lên, giờ tao phải đi đây. Nhân dịp ngài đích thân sang thăm Tể Quốc, xin mời ngài ngự lãm để tận mắt chứng kiến tại bắn cung có 102 của cung thủ Tể Quốc. Chắc chắn ngài sẽ cảm thấy hài lòng. Ồ, thật vậy sao? Thế thì hay quá. Vừa hay tôi cũng mang theo một đệ nhất cung thủ của nước nhà. Chi bằng chúng ta cho họ tỉ thí một phen xem sao. Thế thì còn gì bằng, mau cho gọi Trương Quân. Rõ. Dạ, quả không hổ danh là những cung thủ hàng đầu. Hắn ta cũng không phải tay vừa, nhưng để xem lần này có thắng nổi mình không. Dạ, anh ta quả là rất giỏi. Quả là một mũi tên tuyệt đỉnh. Có thích khách, người đâu mà bắt ngài hắn lại. Chuyện gì vậy? Sao, có chuyện gì vậy? Hỗn láo, dám bao mưu hành thích ta, ngài có ý gì đây hả? Xin ngài bớt giận, để xem chuyện thực hư thế nào, chứ chúng tôi không hề có ý gì đâu. Xin nhà vua thứ tội, thần thực sự không hề có mưu đồ gì. Không hiểu tại sao mũi tên lại có thể lao về hướng đó. Nếu không phải vậy thì mũi tên này là thế nào chứ? Nếu hôm nay mũi tên này chỉ đi chệch một chút nữa thôi thì có phải ta đã mất mạng rồi không? Sao Trường Quân lại có thể làm như vậy? Nước họ là nước lớn, gây hiềm khích với họ, khác nào tự chuốc họa vào thân. Đã đến nước này thì cứ phải phép quân mà trị. Thật là khó xử cho bệ hạ quá. Bệ hạ, thật lòng thần không có ý gì, nhưng tình ngay Lý Giang, xin bệ hạ cứ phép quân mà xử, thần sẵn sàng xin chịu tội. Không ngờ số phận ta lại phải chết bi thảm thế này. Sao nó lại không lao tới nhỉ? Trời, sao nó lại không động đến mình nhỉ? Không lẽ nó là con sư tử mình đã gặp trong rừng cách đây 2 năm sao? Ngài xem, không hiểu vì sao con sư tử đói lại không hề động đến người anh ta. Như vậy, theo luật pháp nước tôi, đây là trời định, anh ta là người vô tội và sẽ được tha bổng. Mẹ nó làm gì thế? Mau vào nhà đi, kẻo gió lạnh. Em chẳng giúp được gì cho anh và con, chỉ làm hai người thêm cực. Anh đã vất vả cả ngày ở xưởng mộc rồi, tối đến còn phải chạy rong bán hàng ở ga. Cả cái Na nữa, ban ngày đã phải cuốc bộ 10 cây số đi học. Em đừng nghĩ như thế, phải lạc quan lên thì bệnh mới mau khỏi được chứ. Em mau vào nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ tàu vào ga rồi, anh với con đi đây. Mẹ ơi, con đi nhé. Ai mua xoài, ổi, kẹo lạc, kẹo vừng nào? Ai mua xoài, ổi, kẹo lạc, kẹo vừng nào? Ai mua xoài, ổi, kẹo lạc đi ạ. À, bác mua kẹo lạc nhé. Con chịu đau một tí, lần sau không được trèo lên tàu như thế biết không con? Bà ơi, mẹ cháu đến đón hai bà cháu mình kìa. Để ba cõng về nhà, chân con đau vậy không đi được đâu. Con có thấy sốt lắm không? Na.
Khi nào có tiền, ba sẽ mua cho con một đôi như thế. Nào, lên ba cổng về. Mình chưa từng nhìn thấy đôi giày vải nào đẹp như thế. Ba hứa vậy cho vui thôi. Tiền ăn, tiền thuốc cho mẹ còn chẳng đủ. Lấy đâu tiền mà mua giày cho mình? Sao hôm nay tàu về muộn thế nhỉ? Tàu về rồi, tàu về rồi. Mưa gió thế này thì mua bán được gì chứ? Cho tôi một bao thuốc nào. Trời ơi, ba chạy nhanh thế. Mưa lớn, đá trơn như vậy, người ta mua có mỗi bao thuốc, anh cố chạy tới làm gì? Hài, vì miếng cơm, manh áo cả mà, rõ khổ. Chân anh sưng phồng lên cả rồi. Em nói khẽ cho cái Na nó ngủ, con bé thính ngủ lắm. Trong giấc mơ cũng mơ thấy tiếng tàu. Tối qua, anh thấy nó đang ngủ thì bật dậy ú ớ. Ba ơi, tàu về rồi. Nghĩ mà thương nó quá. Con bé trách anh lắm đấy. Trời mưa, lối đường tàu trơn như thế mà anh còn cố chạy bán hàng. Anh bị sảy chân nên mới ngã thôi. Chẳng qua tháng trước, thấy Bách Hóa có bán một đôi giày vải màu đỏ mà con nó thích. Định mua cho con, nhưng còn thiếu ít tiền nên anh cố một tí. Thì ra ba vẫn luôn nhớ về đôi giày vải. Vậy mà mình đã nghĩ rằng ba hứa chỉ để cho vui. Đó là lần đầu tiên trong đời Na khóc không phải vì đau hay hờn dỗi. Cô bé 8 tuổi đã khóc vì hiểu được rằng ba mình bám theo đoàn tàu không chỉ vì miếng cơm, manh áo, mà còn vì một lời hứa cho niềm vui nhỏ bé của con gái, một đôi giày vải. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.